Lên đi, lên hai bạn luôn đi. Hạ nháy. Lên phát bốn bạn luôn đi. Các bạn ơi, hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào hình cái chuông đến khi hiện hai cái tai chuông để nhận được những thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục với một khoảnh khắc nữa các bạn ạ. Khoảnh khắc gọi là một cái mốc lịch sử rất là quan trọng của anh em mình, đó chính là mốc 100k subscribe đó các bạn ạ. 100.000 bạn đã ủng hộ mình để bây giờ mình đã chuẩn bị đạt được mốc 100.000 để lấy được nút bạc rồi các bạn ạ. Chỉ còn đợi 1-2 tháng nữa thôi là mình sẽ lấy được nút bạc, ok. Và bọn này còn hôm nay chắc là trong cái lúc chờ đợi gọi là mòn mỏi đó, bọn này còn quên chào luôn các bạn ạ. Thằng kia không chào các bạn ạ. Tôi yêu mạnh cho em nhầm. Tôi chào 500 nhầm. Tôi Văn Tiến chào 500 nhầm. Xin lỗi các bạn vì chào muộn đi. Xin lỗi các bạn vì chào muộn. Thôi các bạn ạ. Vậy là đây các bạn này thấy là 99.973 lượt subscribe rồi. Vậy là còn 27 lượt nữa thì là sẽ đạt mốc 100k luôn các bạn ạ. Bọn mình đang rất là vui, gọi là phấn khởi, chờ đợi một cái niềm vui cực vui. Bởi vì lần đầu tiên và cũng là mình thấy là sau khoảng độ 10 tháng làm YouTube thì bây giờ hiện tại kênh của mình đã chuẩn bị bước sang 100.000 người đăng ký rồi đó. Mình không còn từ nào để diễn tả nổi cái cảm xúc này bây giờ các bạn ạ. Thực sự rất là vui luôn đó. Sau clip này bọn mình sẽ làm một clip ăn mừng các bạn ạ. 76 rồi đó. Còn ba thằng trẻ trâu này có cảm nghĩ gì khi mà kênh đạt 100.000 người đăng ký à? Kìa. Cực vui. Vui lắm. Còn có từ nào tả rồi không? Không. Đó. Các bạn mà thấy kênh của mình hay ấy, thì các bạn tiếp tục vào kênh để đăng ký kênh, rồi xem những video nếu hay thì đăng ký kênh và like chia sẻ video ủng hộ của mình nha, ok. À, thằng tiết chó kia. Hãy tả cảm giác khi mà chuẩn bị đón cái mốc 100.000 người đăng ký nào. Vui lắm, vui ơi là vui rồi này. Vui ơi là vui rồi. Các bạn, buổi sáng nên là lượt súp nhảy khá là chậm, bởi vì bây giờ anh em mình đang chờ, đang là bây giờ đang 10 giờ trưa các bạn ạ. 10 giờ trưa anh em thực sự mấy thằng ngày hôm qua nó xem đá bóng giờ chúng nó vừa ngủ dậy luôn. Dậy phát là đã chuẩn bị thấy cái khoảnh khắc 100.000 người đăng ký rồi. Nên anh em mình quyết định quay video này để gọi là giữ cái mốc 100.000 người đăng ký các bạn nha, để lưu giữ kỷ niệm lần đầu tiên đạt mốc 100.000 người đăng ký các bạn nha, ok. Lại tụt rồi các bạn ạ. Lại một trái tim nữa ra đi. Thật là buồn. Một trái tim nữa ra đi nha. Lại 24 người nữa sẽ tiếp tục ủng hộ mình như nào. Tiếp tục đi nào. Hãy ủng hộ mình, tiếp tục đăng ký, nhảy lên nào. Nhảy lên. Lên. Đấy, lên này. Lên phát này, lên này. Bao nhiêu? 80. Đấy, 78 rồi các bạn ạ. 22 người đó, 22 người đó. Cái cảm giác là bồi hồi sau xuyến, xong mà không có từ gì tả nổi luôn các bạn ạ. Cảm xúc dâng trào mãnh liệt à? Quá dâng trào luôn. Đây là cái cảm xúc bộc phá trong mình. Trời. Không biết các bạn nghĩ sao? Các bạn hãy chúc mừng bọn mình nhé. Các bạn hãy comment để lại lời chúc mừng đến bọn mình nha các bạn nha. Đó, các bạn hãy comment ngay bây giờ để chúc mừng bọn mình cái mức lịch sử 100.000 người đăng ký này, ok. 80 rồi. Thằng kia làm gì đấy? 20 người nữa thôi các bạn ạ. 20 người nữa thôi. 81. Lục thê chính rồi. Lục thê. Một còn 19 người đó. Lên phát lần tiên lấy phát trầm. Đâu có 82. Bạn 82. 82 được. Có bạn bè thì lấy rút điện thoại ra để gọi bảo 84 rồi. Để ủng hộ đi, nhanh lên. Lên rồi, lên rồi. 16 người nữa các bạn ạ. À. Đâu, ba thằng điện thoại đâu hết? Điện thoại đâu? Điện thoại hỏng rồi. Đó. Gọi bạn bè vào đăng ký để đạt được mốc một ui xuống rồi các bạn ạ. À. Lại một trái tim nữa ra đi. Thật là buồn các bạn ạ. À. Nhưng không sao. Còn rất nhiều người vẫn đang ủng hộ mình các bạn ạ. Rất nhiều bạn đang ủng hộ mình đó. Hãy nhìn ở đây không? Đây là rất nhiều người đang ủng hộ mình rồi.
99.984 trái tim đang ủng hộ mình, và mình đang cần 16 trái tim hiện tại và nhiều hơn thế nữa để mình có thể ra những video hay hơn cho các bạn xem. Ok, lại thêm một trái tim nữa. Còn 10 mấy chưa? 15. Gọi 15. Anh em bạn bè cô gì chú bác vào. Ui giời, tập 13 các bạn ơi. 13. Ui cái khoảnh khắc này. Còn lấy phát lên chậm rồi. Lấy. Cái khoảnh khắc này thật không gì tả nổi luôn. Lên đi, lấy. Lên đi. Ok. Chắc phát lên nhiều luôn đấy. Lên. Đấy. Đã đáo rồi. Mọi người nhiều rồi, đếm ngược đi, chúng mày đếm được. 12. Đếm ngược. 12 được. 12 trái tim nữa thôi. 11. Lên đi. Lên. Đấy, 10. Quay lên. Lên đi. Quay lên. Các bạn thấy chưa? Chúng nó đang ngóng chờ từng xúc một rất là tám thôi. Chúng nó đang huân hoan chào, các bạn nhìn thấy chưa? Những kia gọi là cái gương mặt gọi là đang rất là thèm khát nhìn thấy cái mốc 100.000 người đăng ký luôn các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Bài mạng nữa. Nếu sau khi mà đạt 100.000 người, một trái tim ra đi. Nếu mà sau khi đạt 100.000 người đăng ký này thì bọn mày sẽ muốn làm gì để tổ chức liên hoan này? Thịt con bò ăn xóm. Thằng này nó toàn chém gió thôi các bạn ạ. Mình làm YouTube cũng không được bao nhiêu tiền đâu mà đòi thịt một con bò nhà hàng xóm. Sao tụt hoài vậy? Lên lại. Mình buồn quá các bạn ạ. Lên lại xuống. Thánh phán à? Thánh phán. Lên đi. Bảy bạn đó. Anh nhìn lên đi. Đây ừ. 6 bạn đó. Đếm ngược từng giây rồi các bạn ơi. Đếm ngược từng giây rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi. Ừ, 95 chưa? 5 người nữa các bạn ạ. Các bạn ơi, ủng hộ mình như nào? 5 bạn nữa để mình có thể đạt được 100k nào. Chỉ số tại luôn. 4 bạn nữa. 4. Lên đi, lên 2 bạn luôn đi. Hạ ơn nháy. Lên phát 4 bạn luôn đi. Lại xuống mất 2 rồi. Lên rồi. 100k rồi. Sau clip này mình sẽ bắt đầu lấy huy hiệu của kênh và chuẩn bị nhận đăng ký để nhận loot bạc các bạn ạ. Đó, bọn mình đang thực sự cái cảm giác này thực sự không thể nào tả nổi luôn các bạn ạ. Đó, bắt đầu các bạn nhìn thấy chưa? Đó. Ok. Nào. Mình thực sự mình không thể tả nổi cái cảm giác này luôn. Nào, ba thằng hãy cho cái cảm giác khi mà vừa cái cán mốc 100.000 người đăng ký nào. Ra 100k xúc. Có vỡ tim rồi. Có. Vỡ tim rồi. Từng thằng trả lời một thôi. Mình chiều đơn trà đi. Mình rất vui khi đạt được 100k xúc. Đó. Có mong các bạn này sẽ tiếp tục ủng hộ kênh không? Có. Các bạn ủng hộ đến 1 triệu. 1 triệu xúc để nhận lút vàng. Rồi. Thằng Mạnh tiếp tục muốn nói gì với các bạn nào? Mình cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ kênh bộ vlog bọn mình để đạt những mốc 100k xúc. Như ngày hôm nay, cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sẽ cố làm những clip để ra những video mới hơn. Đó các bạn ạ, đó là lời của thằng Mạnh. Còn nào, tiếp tục đến thằng Tiến nào. Tiến kia, mình nhìn mặt nó đang rất là hân hoan các bạn ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ cho kênh của bọn mình lên được 100.000 xúc. Lên 100.000 xúc nha. Thế thôi à? Thế thôi. Thằng kia đâu ra cũng định lên để góp vui. Vào đây.
mày có biết bây giờ đang làm mốc lịch sử gì không? 100 gì hả? Lên đây hả, có biết không? Kênh của anh Hữu Bộ Vlog thấy chưa, đạt 100.000 người subscribe. Huy bảo là chúc mừng các anh đi. Chúc mừng các anh. Nhớ các bạn ạ, thằng Trẻ Châu này thấy anh như mình hô hào to quá, vậy là nó cũng lên để ham vui luôn các bạn ạ. Đó, ok, mình rất cảm ơn các bạn rất nhiều, bởi vì hiện tại anh như mình đã đạt mốc này rồi. Các bạn hãy, mình mong các bạn hãy tiếp tục ủng hộ bọn mình để bọn mình đạt được những mốc súp cao hơn, ok. Còn hiện tại bây giờ mình đã có hơn 100.000 trái tim đã ủng hộ mình rồi, ok. Các bạn mà thấy những cái clip ở kênh mình hay thì các bạn hãy ấn đăng ký kênh tiếp tục để ủng hộ mình, để bọn mình ra những clip hay hơn. Ok, giờ thì mình sẽ dừng đóng cái clip chờ đợi khoảnh khắc 100.000 người subscribe này ở đây. Để vậy là mình đã ghi được lại kỷ niệm rồi, ok. Giờ thì mình sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa, mình sẽ dừng clip ở đây. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye.